Theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một cư sĩ cũng rất đặc biệt. Đó là cư sĩ Toản, cũng nguyên là sĩ quan cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Tiền Giang. Xin kính mời cư sĩ Toản lên phát biểu ý kiến. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy Viện Chủ Tu Viện Chân Như, thưa quý vị quan khách và thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay lại một lần nữa chúng ta tề tụ về đây để tưởng nhớ Ngài Trưởng Lão Thích Tông Lạc, vị Thầy vô cùng kính yêu của chúng ta nhập diệt. Cách đây đúng tròn một năm, tôi đã từng trình thưa cùng quý vị, tôi chưa phải là Phật tử, nhưng niềm tin về Phật giáo trong tôi rất mãnh liệt. Từ ngày ấy đến nay, tôi gia công trao dồi thân tâm mình theo những lời dạy của Thầy Thông Lạc và đã đạt nhiều kết quả. Trước tiên là đã đẩy ra khỏi thân tôi 15kg trọng lượng trong vòng một năm. 15kg trọng lượng đó là 15kg tội lỗi, đau khổ và bệnh tật. Qua đó đã dần dần đẩy lùi được bệnh trên thân tôi, mà cụ thể nhất là bệnh gút và bệnh huyết áp. Huyết áp tôi có lúc nó lên tới 20, xin thưa cùng quý vị. Và đã làm cho tâm của tôi được an lạc hơn, làm cho niềm tin về Phật giáo đối với tôi được nhân lên gấp bội và đã trở thành tuyệt đối. Bởi vì đạo Phật là một nền đạo đức đầy nhân văn, góp phần tích cực bậc nhất điều chỉnh hành vi để con người thật sự là một con người trong đời sống cộng đồng, và đang sách tấn nhân loại cùng làm theo. Nhưng với quy luật khắc nghiệt của tự nhiên về con đường sinh tử mà không ai có thể cưỡng lại được, cho nên Phật và Thầy cũng đã trút bỏ báo thân về với cõi vĩnh hằng, để lại sự tiếc thương vô hạn cho hậu thế. Đồng cảm với nỗi niềm ấy, con xin gửi đến Thầy đôi dòng tri ân và thương nhớ. Thầy ơi, dẫu đã biết người đời có sinh phải tử, nhưng Thầy ra đi sao nuối tiếc quá Thầy ơi. Khi mà chúng con còn cuồng quay trong sinh tử luân hồi, dù chánh pháp Thầy đã dày công dựng lại. Dẫu đã biết Thầy với từ trường bất động luôn ở quanh đây và che chở chúng sinh, nhưng chúng con mãi xe thắt tim mình, đành vĩnh biệt một thánh nhân vĩ đại. Bởi vì Thầy cũng như bao đạo tràng còn lại, chỉ ít đôi lần bị mù mịt giữa đêm đen. Thầy đã tách tớp khi nhận ra đường chánh pháp, rồi băng băng về đích chỉ một mình trong nghi ngờ của thế giới xung quanh. Họ thách thức Thầy với bao thần thông phép thuật, Thầy chỉ mỉm cười, tôi có biết gì đâu. Nhưng trong tôi không một mối ưu sầu, chẳng dính mắc chuyện thường tình đầy dục lạc. Cái tôi biết là tu hành không sao lãng, để giúp người thoát khỏi ải trầm luân. Dẫu đã biết Thầy trở thành bất tử, nhưng con vẫn ngậm ngùi vì Thầy đã vắng bóng kể từ đây. Thưa quý vị, nỗi nhớ niềm thương nào rồi cũng phải vơi đi. Phía trước chúng ta là một con đường đời dài vô tận, gian nan, khổ đau và rất khó khuất phục. Nhưng Đức Trưởng Lão đã từng dạy và luôn khẳng định, nếu chúng ta có niềm tin, có nghị lực, có quyết tâm, bền chí thì cuối cùng cũng sẽ thành công. Thật đúng, đời bể khổ trầm luân vạn nẻo, kiếp vô thường lẻo đẻo ngược xuôi. Thế gian lắm chuyện buồn vui, cũng từ dục lạc nhỏ nhoi thường tình. Bởi thọ khổ lần ra cứu cánh, bám thiện căn xa lánh điều hung. Phàm trần muốn sự bao dung, hết duyên tạo nghiệp tận cùng vạn sanh. Muốn thoát khổ tâm lìa phóng dật, thân giữ gìn giới luật quay nghi. Đêm ngày ác pháp phiển ly, tâm hồn trắng bạch buông đi sự đời. Thưa quý vị, buông xuống đi, một cụm từ nghe rất đơn giản,
nhưng lại là một bài pháp vi diệu của Thầy thông lạc về con đường giải thoát mà tôi tâm niệm nhất và lấy nó làm cứu cánh cho mình. Buông xuống đi, mau buông xuống đi, lời Thầy đã dạy tiếc mà chi, pháp trần giả tạm duyên tan hợp, buông bỏ xong rồi vạn khổ ly. Thật vậy quý vị, trong cuộc sống đời thường của chúng ta, buông xuống được điều gì, dù lớn hay nhỏ, ta cũng đều thấy thanh thản an lạc ngay ở đó. Chính nó là giải thoát. Sự giải thoát tiệm tiến, lan tỏa từng phần đi đến toàn phần và vĩnh viễn. Tuy nhiên, trên con đường học Phật và tu Phật của người cư sĩ Phật tử, nói thì dễ, nhưng hành thì vô cùng khó khăn. Một là, ta có thắng được ngay chính bản thân của mình hay không? Từ cái ăn, cái ngủ, nếp sinh hoạt, những ham muốn và thói quen riêng. Hai là, sự tác động từ thế giới khách quan của cộng đồng, bao gồm cả trong gia đình và ngoài xã hội. Bởi vì pháp tu hành theo trưởng lão Thích Thông Lạc, tuy là của Phật Thích Ca chỉ dạy, nhưng từ lâu đã bị xem nhẹ và quên lãng. Do đó, nó rất lạ lẫm so với xu thế thời hiện tại. Nên người nào không kiên gan, bền bỉ, dễ bị ức chế và thối chí. Tuy nhiên, cái đích cuối cùng trên con đường học Phật, tu Phật là thực tế, không mơ hồ, trừu tượng, không xa vời và ảo vọng. Thật là hạnh phúc thay khi trần gian có Phật. Ngài hướng nẻo ta đi và chỉ chỗ ta về, để tâm hồn ta vượt thoát cục u mê, bằng tự nguyện với tự hành cho tự lực. Phật chính là giác từ trong ta bừng sáng, viễn ly tham và đoạn tận mọi sân si, để tâm bất động đạt thành chân giải thoát. Thưa toàn thể quý vị, điều thỉnh cầu cuối cùng của tôi là tất cả Phật tử nguyên thủy chúng ta hãy luôn luôn hoan hỷ, đoàn kết một lòng, sách tấn nhau trên con đường tu tập, để tu viện chân như mãi mãi là chiếc nôi thực hiện thành công ước nguyện của trưởng lão Thích Thông Lạc trên con đường dựng lại chánh pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở Việt Nam và trên cả hành tinh này. Cuối cùng, kính chúc quý vị thường an lạc. Xin hẹn gặp lại ngày 1 tháng 1, 2016. Cảm ơn.